Đây, thương là thương sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời. Không phải là gu của tôi. Ủa? Gu của tôi á là đây nè. Phúc em. Chúc mừng gia đình, hai anh chị có một tin vui và một tin buồn. Ủa, cho tôi nghe tin vui trước đi. Tin vui hả? Chúc mừng cô nhá, cô có thai rồi. Ôi, thế thì tin buồn. Chưa buồn với anh nhà. Anh đi buồn gì? Tôi tin đùa đấy, anh nhà không sao. Bác sĩ, tôi bị đau bụng quá. Tóm lại là tôi bị bệnh gì đấy? À, tôi khám 6 tiếng xong rồi giờ tôi biết cô bị gì rồi. Thế tóm lại là bệnh gì? Cô bị đau bụng. Ca phẫu thuật của chồng tôi xong rồi bác sĩ. Xin lỗi nhá, chúng tôi đã cố gắng hết sức. À, chồng ơi. Và ca mổ đã thành công, rực rỡ, wow. お前みたいな体に何も見てないかたるものだな自分のことばかなしむなんて疲れるだけよ何も感じず過ごせばいい. Sao nói với anh là bỏ phút rồi mà? Em chờ anh cần 2 tiếng đồng hồ. Anh chờ em có đợi đây sao? Tình giống như sóng biển to ngoài đại dương xanh. Anh sẽ luôn bên em nên đừng ngại thương. Anh sẽ có vài hạt mưa hay sấm trong còn vương ngang. Believe you.